giờ học đặc biệt như thế này đang được trường Đại học Hạ Long thực hiện nhằm duy trì hiệu quả việc dạy và học trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Lớp học vẫn đầy đủ sĩ số, nhưng ngoài các sinh viên trên lớp, còn có một số sinh viên tiếp nhận kiến thức giảng dạy từ xa. Đại học Hạ Long hiện còn khoảng 300 sinh viên chưa thể đi học trở lại do yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, nhưng nhờ linh hoạt trong giảng dạy và học tập nên kế hoạch năm học vẫn được đảm bảo. Đầu tiên thì em cũng rất là lo lắng bởi vì các bạn được trở lại trường rồi nhưng em thì vì dịch nên chưa thể trở lại được ạ. Với chuyên ngành của em thì chỉ cần một buổi không lên lớp thôi là đã có thể rất khó để theo kịp kiến thức với các bạn. Vì thế khi mà các thầy cô giảng dạy trực tiếp vừa giảng dạy trực tuyến thì em cảm thấy rất là yên tâm, bởi vì em có thể tạm ngừng việc đến trường nhưng không ngừng việc học. Hầu như lớp nào cũng sẽ có một vài bạn hoặc là nhiều là lên đến 9 người bạn là phải học trực tuyến. Hiện tại là chúng tôi phải thực hiện song song hai nhiệm vụ là làm thế nào hoàn thành tốt cái bài giảng trên lớp nhưng đồng thời phải làm thế nào để quan tâm được cả những em mà học ở xa đó nữa. Rất là may mắn là cơ sở vật chất ở trường hiện tại là tạo cho chúng tôi cái điều kiện cũng tương đối tốt để có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, do có nhiều sinh viên ở thị xã Đông Triều và tỉnh Hải Dương hoặc liên quan đến các ca bệnh COVID-19 nên vẫn khá thận trọng, chưa cho sinh viên trở lại trường. Để đảm bảo kế hoạch giáo dục, nhà trường vẫn đang duy trì dạy học trực tuyến các học phần lý thuyết. Riêng các học phần thực hành sẽ được bố trí giảng dạy phù hợp khi sinh viên trở lại trường. Mặc dù chưa được đến trường nhưng em vẫn tiếp thu được những kiến thức mới qua việc học Zoom. Các thầy cô giảng bài khá là ngắn gọn và dễ hiểu. Chúng tôi dự kiến là mùng 9 tháng 3, tức là thứ hai tuần tới này, học sinh sinh viên có thể quay lại trường học tập bình thường. Thế còn trong cái thời gian các em đang học tập trực tuyến, chúng tôi yêu cầu toàn thể các thầy cô lên lớp cũng như giáo viên chủ nhiệm cũng như cố vấn học tập để tăng cường công tác đào tạo, kiểm tra giám sát, đảm bảo đúng nội dung chương trình đào tạo theo quy định của nhà trường. Với việc áp dụng linh hoạt các hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục và kế hoạch chương trình năm học 2020-2021.